Hello anh. Giờ giờ nghe rồi đó. Ok. Ok, lâu quá em không lên, không biết là em biết em nghe anh nói gì mà bức xúc dữ vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Không có chuyện gì lớn lao cả, mà đứt răng đó mà như nghe mình nghe mình chói lỗ tai, có nghĩa là nó cho nó là dạy đời, mà dạy đời dạy cho đến Việt Nam mình là giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam mình, bởi vì Đảng sai là không có lo cho dân, để dân khổ, dân đẹp lên tương lai đó. Nhưng mà tao thấy khổ con mẹ gì đâu, dân Việt Nam bây giờ đâu khổ gì đâu, nhưng mà mình không có nói chuyện đó, mà mình chỉ nói là cái điều là toàn là một cái thứ ăn không rồi và cái thứ không ra gì. Có nghĩa là về một thằng thì bị vợ bỏ, một thằng thì ăn tiền trợ cấp thất nghiệp, một thằng ai thì ai bị vợ bỏ vậy anh? Nghe thằng Tùng Lê đó. Còn nguyên cái đám đó mà nguyên cái đám nó buồn cười lắm, đủ mấy mỗi lần tao mở cái phone lên là đủ mấy tự nhiên nó hiện lên là bởi vì sao, là bởi vì những cái đứa mà mình kết bạn, ví dụ như là chú Phan nè, là những cái đứa mà mình hay vô đó, để nó vô đó là mình phải vô theo, tức là mình nó không nó hiện lên thì mình thấy chứ mình không có vô làm mẹ gì. Mà ngày nào cũng giống như ngày nào đủ nó mở lên như bây giờ, như bây giờ là hiện giờ như đang mở live phải đó, đã vậy còn có mấy bộ le nữa, đủ ngồi cạo móng, rồi toàn nói chuyện trời, nói chuyện trên trời không à, dạy cho Việt Nam mình phải làm này phải làm cái kia đồ tùm lum, mà giải thể đã cùng sáng này cái đồ luôn, mà nghe tới buồn cười quá, đồ đúng là nít răng tào lao đủ này. Không thì nghe tụi nó làm chi anh, nhưng anh mà không có nghe bởi tao mới nói rồi ta không có nghe, nhưng mà bởi vì những cái người mà mình kết bạn nó vào cho nên ra vô tình mình bắt buộc mình phải nghe theo, có nên hiện lên Facebook của mình mà. Nhưng mà chắc em thấy anh cầm sao? nghe em nói à. Nhưng mà em thấy rằng trong cái thời gian mà Nga với lại Ukraine đang có chiến tranh anh, trời, thì anh thấy tụi Mỹ và tụi Tây phương nó đang tuyên truyền, nó lại nó bịp thế rồi. Giới rõ ràng anh nghe, anh thấy nghe rõ, em nói anh thấy rõ rồi. nghe rõ thì những ai mà không có chịu bỏ phiếu cho ủng hộ Ukraine đó, là bỏ phiếu trắng hay gì là bắt đầu nó harass, đúng rồi, nó tấn công kiếm chuyện Ấn Độ, đúng rồi. Ấn Độ đúng rồi. Nó đang put pressure on Ấn Độ luôn. Thì mà không biết tới đây tới hôm nay thì Ấn Độ đã như thế nào, em biết hy vọng Ấn Độ cứng cửa đừng có. Đúng rồi, thì, hy vọng là cái, hy vọng là giống như Việt Nam đi. Việt Nam thì em nghĩ là Việt Nam chắc nó không có bắt buộc được. Nhưng mà nó bắt buộc thằng Pakistan á, anh thấy thằng Pakistan không? Ừ. Nó đổi chế độ luôn á. Ừ, đúng rồi. Anh có theo dõi đó không? Có. Cái ông Pakistan mà không chịu làm chủ việc với nó Pakistan, là... nó lật luôn không luôn á. Mà rõ ràng như Việt Nam thì không làm được gì đó đâu. Và nó còn chơi cái tình mà nó đòi lật đổ chế độ ở Nga nó mới gớm. Được, thì bởi tôi nói mày nghe, thì những lúc gần đây thì anh thì được mấy đứa nhỏ nó ở Việt Nam, ở bên Mỹ này, thì những nguồn tin phía bên Nga rất là hiếm hoi, không bao giờ nó ra được bởi vì nó không có lợi. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì rất là nhiều nguồn tin về vấn đề coi như là quân đội Nga, rồi những cái vấn đề coi như Putin này các cái thì cũng khá là nhiều. Cho nên anh được mấy đứa nhỏ nó cung cấp những nguồn tin thì mình thấy rõ ràng là sau cái cuộc chiến mà Ukraine với Nga này thì mình mới thấy là các thế lực phương Tây, nhất là NATO, hầu như là họ bị bao bọc bít cái truyền thông của phía bên Nga rất là dữ dội. Có nghĩa là họ không có cho những nói chung là coi như diệt tiêu cái triệt tiêu cái tiếng nói của phía bên kia. Nhưng mà mình phải công nhận cái điều này, cũng có mấy bài viết rất là hay là thằng Nga nó cũng cứng cựa dễ sợ luôn. Nhất là Putin này cái đầu nó cũng là ghê gớm thiệt tình. Ngày xưa đó anh cầm theo em nghĩ ngày xưa là các nhà báo, các cơ quan báo chí này kia nó đi lấy thông tin rồi nó về đưa cho đại chúng bằng cách nó bán báo đúng rồi. Bán báo cũng kiếm tiền chứ anh, đúng không? Chính xác. Nhà báo là bán báo kiếm tiền mà. Nhưng mà cho đến thời gian mà báo người ta không chơi báo nữa mà ta dùng toàn smartphone này nọ thì bắt đầu cái báo nó không bán được, nhưng mà nó phải sống chứ, đúng không anh? Nó phải sống. Đúng rồi. Thì bây giờ nó sống cách nào?
thì mấy thằng đại tư bản nó nhảy vào, tạo tin, nó dùng tiền của nó để nó nuôi mấy thằng nhà báo. Thì mấy nhà báo ở đó có bao nhiêu tiền đâu anh, mấy nhà báo, mấy cái hãng báo, cái lợi tức lợi nhuận của nó hàng năm cái lợi so với lại với tụi mấy tụi đại tư bản, ví dụ như của mấy thằng Bill Gates hay là mấy thằng Tesla hay là mấy thằng hãng quốc tây kia, lợi nhuận của nó hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ. Còn mấy nhà báo này nó có mấy chục triệu hay là mấy triệu, bao nhiêu đâu. Thành ra mấy này á, nó lấy tiền nó nuôi mấy thằng nhà báo này. Mà khi mà nó nuôi mấy nhà báo này, mấy nhà báo phải nói theo cái xu hướng ý của nó muốn nói. Xu hướng của nó, đúng rồi. Cho nên ngày nay báo chí ở Mỹ hoàn toàn là bịa đặt. Chính hoàn xác. toàn đó là cái này. Mình không cái còn đó, được nghe điều... thông tin thật nữa. Chính xác. Cái điều đó là tao với anh Phượng đã nói rồi, Peter Phượng đã bàn rồi, ông Phượng nói giờ bây giờ báo Phượng của lại Mỹ báo Mỹ là báo của ấy là anh ở trong không coi nữa, toàn là tin xạo không. Thì báo Mỹ là toàn là fake news rồi nói láo, thì bởi nó được mua chuộc mà, mua chuộc. Thành ra tất cả những thông tin mà về chiến tranh Nga là Ukraine là toàn là nói dốc, nói xạo. Đúng Không rồi. thể tin tưởng được. Không Nhưng mà có tin cái tưởng. này anh cho em chia sẻ cái là em có một người bạn ở bên Việt Nam, nó là thằng bạn bên Pháp, nhưng mà cái thằng bạn ở bên Việt Nam thì nó là buồn cười á, nó ở bên Việt Nam mà tại sao nó lại bên Mỹ, nó ủng hộ Mỹ, nó lại hô là Nga nước nước Ukraine là nước độc lập, Nga sang xâm lăng như vậy là sai này nọ, thì nó là ủng hộ Mỹ. Thì em thấy lạ, thì em thấy hầu hết những người Việt Nam ở bên Việt Nam họ ủng hộ Nga, thì cũng một số nhỏ như là thằng bạn em nó ủng hộ Mỹ. Theo anh thì em thấy sao? Cái đó thì mình cũng không trách họ được, mỗi người có một cái suy nghĩ. Như anh là anh lên la nói rồi, thì anh người lớn và anh đã trải qua những cái cuộc chiến và anh ở lại đất nước, và sau những cuộc sống ở Việt Nam anh anh người xây lớn chứ dựng đất nước. em có đâu phải con nít anh, thì cãi cho rằng vậy đi, nhưng mà mày đâu có chứng nhỏ kiến tuổi đánh anh nhìn chứ. chuyên gia Liên Xô tới rồi Ukraine tới, thì mình những cái dự thức thì mình mà nó thầm cảm ơn những họ thì thôi thôi, còn cái chuyện mà cái này mà cũng đã chia sẻ rất là nhiều trên mấy cái live rồi, mình không cần phải nhắc lại nữa chi nữa. Giờ sợ nhiều khi những người đó chưa từng trải hoặc là chưa nếm được cái đại khái là họ còn non quá, hoặc là họ còn trẻ quá, họ chưa kiến kiến cái lịch sử Việt Nam mình, cho nên vì đó họ theo hùa theo Mỹ. Cái danh từ mà Mỹ đế đó vẫn còn ảnh hưởng rất là nặng nề trong những người Việt mình mà. Bây giờ thì bớt rồi, nhưng vẫn còn một số người vẫn còn có cái sự ảo tưởng, mà thậm chí những cái đám dân chủ cuội trong nước mà thấy không, nó chỉ cần muốn đi ở tù thôi, nó khóa nó đạn cho đi ở tù để làm chi, để được qua Mỹ rồi phát khổ vậy đó. Thành ra rất kỳ cục lúc. Nếu mà mình cứ ngồi nhà mình coi toàn là gọi là gì, CNN đúng rồi, CBC, mà thậm chí CBS, cái đó là toàn còn là bỏ mấy nha. đài đó, toàn là mấy đài fake news đó, thì họ đúng sẽ bị rồi đầu óc họ sẽ sai. đúng rồi đúng rồi mà còn đỡ, còn mấy cái đài báo đời người Việt kìa, báo người Việt là Sài Gòn Entertainment gì đó, rồi của Đỗ Dũng, là có Hoàng Trọng Thụy, rồi luôn mấy cái gì mà NVA là đòi người Việt mình để lấy cái tin của bạn Mỹ đủ mà, rồi dịch ra tiếng Việt để mà nói cho đài người Việt mình đó, rồi tiếng nói của Việt Nam mình đó, mà người Việt mà bên Mỹ nè, trời đất ơi, tụi mình nghe thì muốn điên luôn cái đầu luôn. Thì đó, nhưng mà chung quanh em thì không có ai ủng hộ Nga hết, thành ra thật sự mình cũng hơi đơn độc đó. Đơn độc mẹ thì có tao đây này, còn đơn độc gì nữa, anh anh có xa hai đứa quá, được rồi, xa cái anh gì, xa đủ có quá. tao ấy. Ở đây mày ở trong nước Mỹ rồi giờ này gần, còn cái đám ở Việt Nam mình về con cái Việt Nam thì sao, con cũng lại gần vậy, tao đối với tao là thiệt cái bạn. Chung quanh em á, em chưa thấy một người Việt Nam nào mà nói ủng hộ Nga hết chứ. Thật Em vậy. em chẳng ủng hộ Nga, chẳng ủng hộ Mỹ, em chỉ ủng hộ cái gì đó đúng thôi. Đúng rồi. Thì tao em nói thấy rồi, đây là cái quan điểm của tao nè, tao nói cho mày nghe nè. Tao ở nước Mỹ, tao vẫn thích cuộc sống của Mỹ, bởi vì làm nước Mỹ tiền nhiều ok rồi, nhưng mà cái đường lối đối ngoại của thằng Mỹ là tao không ưa. Thì đương nhiên Hiểu rồi, không? Còn đến đó vậy thôi. Thì em nói, em cũng nói như anh thôi. Nước Mỹ có rất nhiều cái hay, ví dụ như là văn hóa của Mỹ hay, ví dụ như là âm nhạc, ẩm thực.
rồi phim ảnh, rồi du lịch, rồi đời sống, đủ các kiểu mình thích. Nhưng mà mình không thích chính sách đối ngoại của Mỹ anh. Đúng rồi, Đối ngoại tao Mỹ y chang rồi tao vậy. nào cho mấy Khổ chục vậy năm á, nay, đâu hả vòng vài không mấy có chục theo năm nó nay là mà kiếm nghĩ tiền. cả gần một thế Mà kỷ từ hồi nay. xưa tới giờ, từ cái ngày chiến tranh Việt Nam mình chấm dứt thì mình đã hiểu rồi, rồi bắt đầu từ cách mấy năm sau, khoảng 2001 phải không ta, rồi bắt đầu tới chiến tranh Iraq cũng vậy, rồi tới Libya cũng vậy, thì xưa vậy, mà thằng Trung Đông cũng vậy. Có nghĩa là anh không thích mà anh cảm thấy anh có cái gì đó mà anh ấy làm, bắt đầu anh quậy à, đủ mà anh làm tan nát của người ta rồi. Cái đó hỏi mày Phải cũng bây giờ phải cái đó nó, người ta quậy hay là người ta chiến tranh thì nó có lý do mà nói, nó không quậy chơi thì chẳng hạn cái lý do quyền lợi của nó thôi, dầu quyền lợi mỏ đó. Đó quyền là lợi nói đúng á, ai thằng quyền biết, lợi rồi đó. mình nói là mình nói mé mé thôi, mình không nói thẳng là thôi, nhưng có điều ai cũng biết cái điều đó vậy trên trời, thì chẳng có Liên Hiệp Quốc nào mà lên án cả, chẳng có ông ma để lên án gì cả. Nhưng mà hãy đùng một chút xíu gì mà cảm thấy mọi người bây giờ phía nó cảnh gian, bây giờ Liên Xô hoặc là Nga là bây giờ là đủ, nó kêu nó gào nó làm đủ trò ở trên trời, nó bắt phải Liên Hiệp Quốc là phải theo nó này kia, bả thiết tinh. Liên Hợp Quốc là Mỹ đẻ ra, NATO Mỹ cũng đẻ ra, EU của Mỹ cũng điều khiển. Thành ra mấy cái đó là chỉ là con bài của Mỹ. Thì đã, đương nhiên là mình hiểu rồi. Nhưng mà có những đứa nó không hiểu, có những đứa là thứ nó không hiểu, nó có hỏi là nếu như vậy tại sao Mỹ ủng hộ này kia, tại sao đủ. Có nhiều đứa rồi nó vẫn nói với mày đó, nó vẫn ủng hộ thằng Ukraine, nó không ủng hộ nghe đó, cái đám tào lao vậy đó mà. Nó không có Mà cái đầu óc cái thằng tổng thống ở Ukraine nó buồn cười quá anh. được quá, nó Thằng vui nó đâu phải là chính trị gia chuyên nghiệp đâu. chứ mẹ chứ gì Nó đâu, đó là một cái thằng hát mà, con thằng hề có hát mà không, mình không có nói cái điều đó, đây là tôi nói cho mày nghe, thằng hề có hát thì nó lên nữa là buồn cười lắm, bây giờ mới làm nó chạy trọt đủ trò chứ trời mà. nó ăn mặc nó đi giày gì á, giày tennis mà nó mặc đồ như vậy mà nó là tổng thống. Buồn cười quá hả thằng đó, mà lúc nào nó Thôi cũng ngồi con đủ. mình đó, chẳng thấy nội các của nó, tướng gì của nó không thấy ai hết. Hiện Anh giờ biết anh là Dương sao đang không anh Dương đang trốn anh? Mỹ lý do là tại Mỹ Mỹ nuôi cái thằng tay sai này á, Mỹ đâu cần nói chuyện với mấy thằng khác đâu. thì Bên Mỹ đúng Tây rồi. phương chỉ cần nói chuyện với thằng này thôi, giống như là Diệm ngày xưa, ngôi Diệm ngày xưa Mỹ Đúng rồi, đẻ ra ngôi Diệm, Mỹ không có cần nói chuyện với ai khác. Mà Mỹ đẻ ra một cái tay sai nào đó thì cái thằng đó nó hủ hóa, tham nhũng, nó gì gì nữa Mỹ không quan tâm, miễn là nó phục vụ đúng theo cái bài bản Mỹ đưa ra. Còn nếu mà làm không đúng đưa ra thì Mỹ dứt họng, đúng không anh? đúng rồi, đó là chính xác, đó là Việt mà Nam mình à. mà Trong mà một mà anh cầm có biết ở Ukraine đó, tại sao Mỹ nó bênh vực Ukraine như như thế không anh? thì bởi vì ở trong cái Ukraine này như nó cũng có chứa một cái sự bí mật gì của vấn đề coi như là vũ khí bí mật của thằng Mỹ, thì đã nghe nói nó phát giác ra ở Ukraine là có những một cái phòng thí nghiệm, những cái phòng thí nghiệm mà của Mỹ bỏ tiền ra rồi mà lấy cái đất Ukraine để làm phòng thí nghiệm về vũ khí sinh học. Nó có nhiều cái điều bí mật mà rất rùng rợn, đại khái là vậy, mình không hiểu, nhưng mà có cái điều là nó có những cái bí mật của Ukraine với Mỹ à. Thì đúng là điều đó. Với lại Ukraine là cái nơi mà để Mỹ Tấn công Nga nó rửa tiền, nó rửa tiền. Có rồi nghĩa rửa tiền. là nó rửa tiền là như thế này. Có nghĩa là cái bộ phận chính phủ lãnh đạo của Mỹ nói chung là nó hủ hóa từ trên xuống dưới. Thí dụ như bây giờ nó nói chứ nó cần phải viện trợ cho Ukraine 10 tỷ. 10 tỷ đâu ít anh. 10 tỷ nhiều lắm. Và trong khi dân Mỹ thì lê lết, homeless, rồi lạm Đầy phát, đường rồi lung tung. Nó đâu quan tâm đâu. Nó nói nó cần phải viện trợ cho Ukraine 10 tỷ. Thế là nó allocate, có nghĩa là nó chích cho cái tài khoản đó để nó đẩy qua Ukraine. Dân 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 Mỹ đâu có dám nói được cái câu nào đâu, tại vì cái bài bản nó đưa ra là đang ủng hộ Ukraine, Ukraine đang có vấn nạn về chiến tranh, thành ra nó đẩy 10 tỷ qua bên đó. đó là một Thì con rối rửa tiền, đó là một cái con rối 10 rửa tỷ đó chạy chạy ngược vô trong túi nó. Anh cầm được không? đúng Nhưng mà rồi trong 10 tỷ đó thì nó chích ra khoảng 1-2% nó thí cho cái thằng tay sai nó.
1-2% là cũng nhiều lắm anh. Bao nhiêu tiền anh? 200 cũng mấy trăm ngàn đô à? Không giá rồi. Mấy triệu đô. Triệu anh. Mấy triệu đô à? Thì 100 triệu, thì 100 đó, 100 triệu. Từ hồi xưa tới giờ tao cũng đã từng nói rồi. 1 tỷ là 10 triệu phải không? 10 tỷ. Nhiều lắm anh. Cho là vậy đi. Ok. Thì như vậy là quá nhiều rồi. Thành ra cái thằng Zelensky nó sống chết lại bọn Mỹ là như vậy. Nhưng mà ý em nói là từ hồi nào giờ Ukraine là cái nơi để nó rửa tiền đó. Hay là Do Thái cũng vậy đó. Do Thái cũng là một nơi để cái tụi lãnh đạo Mỹ nó rửa tiền. Lấy tiền thuế của mình đó. Nó đâu có thể lấy tiền thuế mà nó bỏ túi nó được anh. Nó không thể làm gì được. Nhưng mà nó nói nó cần phải biện cho Do Thái. Thí dụ như 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ. Thì nó chạy qua bên nó xong nó chạy ngược cái túi tụi nó chia nhau. Cho nên đó là một con người hợp thức quá vấn đề coi như là tham nhũng đó, nó là thuộc dạng rửa tiền rồi. Đúng. Cho nên nó thằng Mỹ nó đâu có thể nào nó let go cái Ukraine được anh. Mà nhất là gia đình bảy đần đó là cũng là có máu mạch cho Ukraine. Thì con trai của nó cũng bị rồi đó, cũng dưới rồi đó. Thật ra con trai nó lãnh 50.000 tháng chả có là gì hết. Đó, nó ham nhũng nhiều, nó có nhiều ở đây. Thật bạc triệu, trăm triệu trong cái vấn đề Ukraine. Cộng với lại nó dùng Ukraine để nó mở mấy phòng thí nghiệm về vũ khí vi trùng. Đúng rồi, sinh học. Thí dụ như nó dùng thằng tàu để nó mở cái, Mỹ nó dùng thằng tàu để nó mở cái phòng thí nghiệm về đó COVID-19 đó. Nhưng mà tàu bị nó chơi khăm, tàu bị nó đâu biết là nó chơi, nó để cho vi trùng nó chạy ra ngoài, đó là một sự cố ý. Nhưng mà những người mà họ nhìn vô họ cứ chửi tàu, tại vì họ sẵn ghét tàu rồi, họ chửi tàu nhưng mà em đặt câu hỏi với anh à, thằng tàu nó đâu có ngu, tự nhiên nó thảy con vi trùng nó ra để cho nước kinh tế nó bị ảnh hưởng, dân nó bị chết, mà nó cái con vi trùng nó ảnh hưởng ngay trong nước đó, tại sao nó phải làm vậy? Cần nó không thể nào làm tàu, chỉ là Mỹ thôi. Mà Mỹ nó đem cái phòng lắp từ bên Mỹ, cái đó là sự thật anh, cái đó mình có nghe nói, có bằng chứng, nó bị rò rỉ ra, hình như là cái đầu tiên, cái ngày đầu tiên là nghe nó vận động viên của mấy đứa Mỹ á. Cái phòng lab của nó, cái phòng lab của Mỹ lúc đầu nó ở North Carolina, và nó ở Maryland là chỗ em ở, Fort Detrick, ngày xưa em cũng làm đó. Thì nó đem cái phòng lab đó qua bên tàu, rồi nó trả tiền cho tụi nó. Đối với tàu, tiền Mỹ trả thì là quá nhiều rồi. Thì nó để con vi trùng nó rơi ra. Con vi trùng đó thì không biết anh có đồng ý em không, nhưng mà con vi trùng đó là con người tạo ra chứ không xuất hiện trong rõ ràng con người ta nghĩ từ lâu con người tạo ra mà không hiểu là nước nào thôi. Nhưng mà câu hỏi là ai tạo ra? Cái đó mới là cái điều mình đáng nói đó, nhưng mà bây giờ thì chưa ngã ngủ. Anh trả lời em đi, tao nghĩ ai tạo ra? Ai tạo ra con vi trùng đó? Đúng rồi, mà nó đúng rồi đó, có nghe thằng tàu không vui dạy gì nó hại dân đó, chân đợi lần đầu tiên là bùng phát tại tàu làm sao phát tán được? Không ai làm cái điều đó cả, không ai giết dân mình cả. Ok, thôi được rồi, tới giờ đi làm rồi, anh vô trong ấy, có gì ngày mai có gì đến trả. Thôi nghỉ đi, bữa nay em gửi tiền qua em trả cho anh. Được, trả tiền Việt Nam nghĩ đó. Gì, được, tao làm nhà hàng nhà, tao mới làm hàng nhà cho ai đâu mà giờ nghỉ, được, tại vì... quên, anh nghỉ luôn, anh nghỉ đó. Anh về hưu rồi. Ê, bao giờ anh đi về Việt Nam vậy? 3 tuần nữa. 3 tuần nữa à? Mua thêm vé đi. Mày hả? Ok thôi đi làm đi ba. Ok thôi đi làm, ok rồi. Cảm ơn. Ok. Rồi, ok bye. Bye bye.